Các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể một lần nữa về cái con Miota 7. Ok, con này là bản khá là gọi là đời đầu trong những cái đời của con những con Miota. Cái bản này nó khá là dễ xài. Con này nó auto tốc độ, mình chỉ cần thay pin, tắt bật máy và mình chụp thôi. Thông tin về pin của con này thì nó sẽ xài một cục LR44 giống như thế này. Các bạn có thể mua trên Shopee. Mã pin đây LR44. Các bạn mua trên Shopee hoặc những lắp chiến rửa thì sẽ có pin này nha. Rồi, tiếp theo là cách để bạn tháo pin ra thì bạn sẽ vặn cho mình cái chỗ này bằng cái đồng xu hay là cái heo bài tạo gió vậy đó. Nó tùy ở bạn, nếu bạn có cái nào thì bạn tùy mình vặn ra. Rồi, khi mà bạn vặn cái đó ra rồi thì nó sẽ kiểu khi bạn vặn nó ra rồi thì bạn có thể thay cục pin nó vô, nó sẽ sử dụng hai cục. Rồi, khi bỏ pin vô rồi thì bạn sẽ có thể gạt xuống cái nút BC nè, giữ tay xuống nút BC, bạn xoay cái đèn này sáng và ok, máy có pin. Bạn bật on giùm mình. Rồi on á, thì cái con này nó sẽ có ốc tốc độ là auto và trong wheel ngắm sẽ có báo tốc nằm bên tay bên đây. Thì chỗ cái đèn led á. Đó, đèn led nó báo nè. Nó sẽ chạy dài những cái số hấp từ số 1 đến số 1000. Rồi. Rồi mỗi lần chụp thì mình sẽ phải lên cò xong bấm chụp. Đó là sẽ chụp một bức ảnh. Và con này thì vào những môi trường nào mà quá tối á, thì nó sẽ kiểu có thể nó sẽ bị treo màn chập. Nó có thể bị treo một số giây nhất định. Kiểu khi bạn chia nó lên lại như nào, bạn bấm chụp nè, nó sẽ bị treo tầm 5-6 giây gì đó nó mới hạ xuống. Mà cái đó là chuyện bình thường, tại vì những con này ngồi chỗ quá tối thì nó sẽ auto mà, nó sẽ bị treo. Rồi, đó nó bị hạ xuống rồi nè. Rồi khi mà cách chụp của nó thì đầu tiên mình sẽ vặn cái khẩu độ này. Nếu bạn muốn sắp phong nhiều thì bạn sẽ để những cái số là 1.7, 2.8. Muốn nét nhiều thì bạn sẽ để những cái số là 5.6, 16, 8, 11. Đó, những cái số càng cao thì nó sẽ càng nét và số càng thấp thì nó sẽ càng sắp phong. Ngoài ra thì con này thì bạn khi bạn để những cái số thấp á, ánh sáng sẽ vào rất nhiều. Tại sao? Thì vì khi mình tháo lên ra như nào, mình sẽ thấy trên lens nó sẽ có cái này là màn chập. Khi mình để những số quá nhỏ thì nó sẽ kiểu những cái số nhỏ như 1.7 nọ nó sẽ mở hết ra lấy được nhiều ánh sáng. Khi mình tăng cái số dần lên nó sẽ khép lại và hình nó sẽ nét hơn. Ok, và mình nhớ chú ý với mình nha. Vào những môi trường ban đêm mình nên để 1.7 và chụp. Rồi, cách chụp nó thì mỗi lần kéo bấm đó, lên cò, xong bấm chụp. Rồi. Kiểu vậy, lên cò xong bấm chụp, lên cò xong bấm chụp. Chú ý giùm mình nha, khi mà chụp những con này thì bạn tuyệt đối một điều là không được vừa chụp mà đẩy nắp lên. Tại vì vừa chụp và đẩy nắp lên nó sẽ vô chế độ phơi sáng, nhưng mà bạn sẽ bị bối rối á. Rồi, để xem timer là lên cò xong bấm chụp thì nó sẽ sáng cái đèn này, nó kêu và 10 giây sau nó chụp. Đó là hiện giờ của nó. Rồi, vào những môi trường ban đêm thì các bạn có hỏi lại luôn đặt ra tụi mình biết là một là do những môi trường buổi chỗ tối quá tôi nên làm cái gì, thì mình sẽ có một lưu ý là vào những môi trường quá tối thì bạn sẽ phải giúp mình một điều là bạn sẽ phải mua phím ISO cao hơn, hoặc là bạn phải mở hết khẩu ra như là mở 1.7 hoặc là 2 để bạn chụp, còn không được khép lên cao quá nên tại vì nó rất là khó chụp khi ban đêm. Thì tốc độ của nó chỉ những con này nó không có flash, phần flash của nó rất là khó để gắn nên thành ra chỉ có chụp với những tốc độ đó thôi. Rồi, ứng với một cái số này thì trong gương ngắm nó sẽ có báo một cái số cho bạn biết, giống như cái đèn này mình nói đó. Khi mà những cái đèn đó nó chạy từ số 1000 tới 60 thì cái đèn đó nó sẽ kiểu cái view nó sẽ không kêu nè. Nếu mà đủ sáng là mình nhấp nhẹ giữ nhẹ nút chụp nè, nó sẽ không kêu. Và khi mà bạn để những chỗ nào quá tối nó sẽ kêu bíp 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 lên. Đó là một sự cảnh báo, là bạn phải cầm chặt tay hơn chút để cho bạn phải cầm chặt tay hơn chút xíu để cho máy nó đừng bị rung, mà chụp hình nó sẽ không bị rung hay là nhì hình gì hết. Rồi, ở trên đây nó sẽ có cái dòng này, đó là bù trừ sáng. Khi bạn nhấn vô chỗ này bạn xoay, nó sẽ cho bạn lên cộng 1, cộng 2, trừ 1, trừ 2. Cái đó có nghĩa là khi bạn xoay lên cộng 1, cộng 2 thì hình bạn sẽ sáng hơn 1 nấc, 2 nấc. Trừ 1, trừ 2 hình nó sẽ tối đi 1 nấc, 2 nấc. Ok. Rồi, con này hoàn toàn nó là dạng máy bán cơ, hình ra nhớ chú ý kỹ về việc pin khi mà trước khi xài máy nha. Rồi, ISO của cuộn phim bạn sẽ nhấc lên xong rồi xoay ở đây. Đó, nhấc lên xong xoay. Mua phim ISO nhiêu thì bạn cũng sẽ nhấc lên xong xoay về số ISO nhiêu đó là được. Khi bạn chụp thì nên chú ý kỹ với mình để auto. Nếu bạn muốn chỉnh những cái chỗ cộng trừ bạn sẽ nhấn nút màu đen này xong bạn xoay. Đó, nó sẽ thay đổi số đó. Rồi, tháo lắp lên thì bên hông có cái nút nhấn đây. Nhấn cho đúng luôn nè, xong bạn xoay ngược lên, nó xáo lên ra. Gắn vô thì để chấm đỏ, chung với chấm đỏ. Sau xoay vô là ok. Rồi, mỗi lần chụp kéo cò bấm chụp, kéo cò bấm chụp. Rồi, về cách lắp phim, tháo lắp phim thì như thế nào? Tháo lắp phim con này cũng không quá là khó. Rồi, bây giờ đầu tiên bạn phải chuẩn bị cho mình một cục phim bắt đầu chụp. Ví dụ ở đây mình có cục phim ISO 100 đó của Fuji. Rồi, bây giờ mình lắp vô, mình sẽ kéo cái này lên. Cẩn thận giùm mình nha, kéo lên, nhấc mạnh cái nó sẽ bùng bùng ra giống vậy. Rồi,
Tiếp theo thì mình sẽ để cái chuột nối liền trên cụm phim nè. Mình sẽ cầm như thế này thả nó xuống, nó sẽ rớt vô. Rồi sau đó bạn sẽ đẩy hết này xuống luôn để cho nó giữ cụm phim lại. Tiếp theo bạn kéo dây phim này qua một đoạn và nhét vào cái khe dưới đây. Ở cái khe này để tay vô nè, nhét xuống nha. Rồi nhét xuống, nhét càng sâu thì phim nó sẽ càng chặt và nó ít bị bung ra ngoài. Sau đó bạn lên cầm, bạn sẽ cuốn vô nè, chụp bỏ cho mình một tấm. Nhớ cho mình lưu ý điều là nhớ mở nắp lens ra và kiếm chỗ đủ sáng nha. Lên cầu ấm chụp hai tấm đủ sáng, đây là chỉ với bóng đèn chụp á. Chụp bỏ hai tấm mà hai nó cuốn những bánh răng này và phim nằm ngang ra, tất cả mọi thứ ok hết, đóng nắp lại. Rồi giúp mình một công việc nữa là xiết cái này theo chiều kêu đồng hồ chút xíu để cho phim nó căng đều ra. Rồi sau đó bạn lên cầu thì phim nó sẽ xoay theo nè. Khi bạn lắp phim đúng rồi, đối với những máy này thì nó sẽ xoay theo nè. Ok, bấm chụp, lên cò, bấm chụp. Bạn sẽ nghe cái tiếng, cái kiểu cò bạn kéo nó sẽ hơi nặng tay xíu á. Mỗi lần chụp thì chịu khó kéo hết cò lên đầy cứng nè, xả ra là ok. Rồi cứ chụp vậy đến khi hết phim thì nó sẽ bị cứng cò và nó không lên được, nó cứng ngắt luôn, không kéo được nữa. Chúng mình sẽ quan sát bộ đếm số, sẽ đếm 36 và 24. Chúng mình sẽ phải tua về bằng cách là nhấn nút đích máy, mở này lên và xoay theo chiều kêu đồng hồ, xoay theo chiều mũi tên thì nó sẽ tua ngược từ bên đây về bên đây lại. Nhớ nhấn nút đích máy nha, nếu mà không nhấn thì xoay sẽ bị kia rộp rộp và cứng cứng á, thì lúc đó phát hiện ra thì phải nhấn. Ok, xóa xoay về hai lỏng le rồi, nhấc lên rồi bạn chỉ cần lấy cuộn phim thôi là xong. Đem phim đến lắp chén nữa, đây là tên số điện thoại thì họ sẽ gửi hình về email cho bạn nha. Lưu ý cho mình nhớ một điều nha, tuyệt đối không được mở buồng phim khi đang có phim, và khi máy hết pin thì máy sẽ không chụp được, nên nhớ thay pin trước khi sạc, thay pin trước khi hoặc là check pin trước khi sạc. Thì nhiều khi lỡ bạn đi chơi xa mà không có pin thì rất là khó chịu. Ok, chúc bạn sẽ có những số hình đẹp của chiếc máy này nha. À, ngoài ra bảo quản máy nơi khô thoáng, tránh để cướp xe những nơi quá nóng ẩm nha.